Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, dù vẫn chưa có mốc giá mới, song giá heo hơi ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc hầu như vẫn đang trên 60.000 đồng trên 1 kg và khá hiếm mức giá dưới 60. Mức bình quân trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc khu vực này là 60 cho đến 62.000 đồng. Nguồn cung heo ở trong dân đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong những ngày qua khá hạn chế mà chủ yếu là heo của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn. Mức giá của các doanh nghiệp cũng đang ở mức cao, đặc biệt là công ty cổ phần chăn nuôi CP ở khu vực miền Bắc là 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Giao dịch thịt heo ở trong dân những ngày qua, chưa ảnh hưởng của nắng nóng cục bộ. Cho dù đợt nghỉ lễ kéo dài, thời điểm như mọi năm là sức tiêu thụ sẽ có xu hướng tăng, nhưng do ảnh hưởng của thời tiết, chính vì vậy mà giá heo hơi ở khu vực này hầu như không có nhiều biến động. Ghi nhận trong ngày hôm nay, một số địa phương ở cục đồng bằng Bắc Bộ như khu vực Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương hay Thái Bình phổ biến ra quanh từ 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg, trong đó các địa phương như Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương vẫn duy trì mức giá cao. Các tỉnh ở vực Trung Du và miền núi như khuộc Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ hay đối với khuộc Tuyên Quang có mức giá 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên và Phú Thọ đối với những đàn heo đẹp vẫn có mức giá 62.000 đồng. Khu vực miền núi Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu và Điện Biên giao động trong khung giá từ 60 cho đến 63.000 đồng. Lào Cai và Yên Bái 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang không có sự biến đổi trong ngày hôm nay. Cũng ghi nhận trong ngày hôm nay, một số địa phương ở khu miền Trung, đặc biệt là các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh không có sự biến động nhiều. Các địa phương ở khu miền Trung cả Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay có mức giá phổ biến giao quanh từ 57 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Tây Nguyên cũng không có sự thay đổi nhiều trong ngày hôm nay, giao động từ 58 cho đến 61.000 đồng đối với những đàn heo siêu. Áp siêu thì thấp hơn từ 1 cho đến 3.000 đồng tùy thuộc vào chất lượng của heo. Vẫn duy trì mức giá cao phải kể đến các tỉnh ở thị trường miền Nam, cao nhất trong ngày hôm nay ghi nhận mức giá 63.000 đồng trên 1 kg tại thủ phủ chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai. Các địa phương loanh quanh ở khu miền Đông Nam Bộ cũng đang trên 60.000 đồng 1 kg, thậm chí các tỉnh ở thị trường miền Tây cũng đạt bình quân 60 cho đến 61.000 đồng trong ngày hôm nay. Ngoài ra, dịch bệnh diễn ra nhiều nơi tại các tỉnh ở khu vực phía Bắc cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho giá heo hơi những ngày qua có xu hướng chứng lại. Chi tiết hơn theo ghi nhận Giá heo được cập nhật trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết là giá heo hơi ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá dao động từ 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương có mức giá 61 cho đến 62.000 đồng. Ở khu vực Thanh Miện và Cẩm Giàng của tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay, báo giá dao động 61.000 đồng trên 1 kg ở khu vực Ninh Giang báo giá 61 cho đến 62.000 đồng là cao nhất. Hưng Yên có mức giá dao động từ 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng bình quân 61.000 đồng trong ngày hôm nay. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 60 cho đến 61.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu sông lô của Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay chỉ phổ biến xoay quanh 60.000 đồng trên 1 kg. Bắc Ninh trong ngày hôm nay báo giá 61.000 đồng Khu vực Nam Định phổ biến mức giá dao động 61.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận cuộc ven biển hải hậu của Nam Định đang dao động trong khung giá này. Ninh Bình có mức giá 60 cho đến 61.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay phổ biến mức giá từ 58 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình 60 cho đến 63.000 đồng. Trong ngày hôm nay ở tỉnh Thái Bình, những đàn heo đẹp ở khu vực Thái Thụy, Hưng Hà mới bán được mức giá 63.000 đồng, không thì vẫn đang dưới mức giá này. Bên cạnh đó, một số địa phương ở khu vực Trung Du có đàn heo lớn như khu vực Thái Nguyên dao động khung giá từ 61 cho đến 62.000 đồng đối với những đàn heo đẹp xấu hơn thì ở mức 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ giao quanh mức giá 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Thanh Sơn, Thanh Thủy của Phú Thọ có mức giá bình quân 60.000 đồng. Heo đẹp ở khu vực Phú Ninh của tỉnh này đang có mức giá 61.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang phổ biến mức giá từ 58 cho đến 61.000 đồng. Bắc Cạn trong ngày hôm nay giao động mức giá 59 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh 60 cho đến 63.000 đồng. Khu Lạng Sơn có mức giá giao động 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu phân quan của Lạng Sơn trong ngày hôm nay có mức giá 61.000 đồng. Lào Cai 60.000 đồng trên 1 kg. Ở khu Bảo Thắng của Lào Cai trong ngày hôm nay báo giá 60.000 đồng, Yên Bái 59 cho đến 61.000 đồng. Khu vực Cao Bằng trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh từ 60 cho đến 62.000 đồng. Hà Giang cũng có mức giá tương tự khi nhiều nơi ở khu Quảng Bạ và Vị Xuyên đang báo giá trong khung này. Trong khi đó Bắc Giang cao nhất là 61 cho đến 62.000 đồng, lợn xấu hơn có mức giá 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, một số địa phương ở khu Tây Bắc như Hòa Bình có mức giá dao động từ 59 cho đến 61.000 đồng, Sơn La 60 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hai địa phương là Lai Châu và Điện Biên phổ biến mức giá từ 60 cho đến 63.000 đồng. Miền Trung đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài, chính vì vậy mà sức tiêu thụ trong hai ngày qua có xu hướng giảm. Do đó, giá heo hơi ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An hay Hà Tĩnh cũng chỉ giao quanh 60.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể khi nhận khu vực Thanh Hóa có mức giá từ 58 cho đến 61.000 đồng. Nghệ An phổ biến mức giá dao động từ 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Tân Kỳ, Nghĩa Đàn của tỉnh Nghệ An đang báo giá trong khung này. Hà Tĩnh có mức giá từ 58 cho đến 61.000 đồng. Khu vực Quảng Bình 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, trong khi đó Huế có mức giá bình quân đạt 59.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ như Đà Nẵng và Quảng Nam phổ biến mức giá giao động từ 58 cho đến 60.000 đồng. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay đạt mốc 60.000 đồng trên 1 kg, Bình Định ở mức 57 cho đến 59.000 đồng. Phú Yên giao động khung giá 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa có mức giá giao động từ 59 cho đến 61.000 đồng, trong khi đó hai địa phương là Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến khung giá 60 cho đến 61.000 đồng đối với những đàn heo đẹp, xấu thì ở mức 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở cuộc Tây Nguyên có Lâm Đồng là duy trì mức giá cao từ 59 cho đến 62.000 đồng. Đặc biệt, cuộc Bảo Lộc của Lâm Đồng trong ngày hôm nay báo giá 61 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác như Đắk Lắc, quanh khu vực Buôn Ma Thuật, báo giá 59 cho đến 60.000 đồng. Ở cuộc Gia Lai, phối mức giá 58 cho đến 60.000 đồng trên 1kg. đi nhận cuộc An Khê trong ngày hôm nay, cao nhất đạt 60.000 đồng. Còn Tùm đối với những dòng heo siêu ở mức 59 cho đến 60.000 đồng. Hai B, dao động 57 cho đến 58.000 đồng trên 1kg. các Nông, dao động trong khung giá từ 57 cho đến 60.000 đồng. Các địa phương ở thị trường phía Nam như khu vực Đồng Nai có mức giá dao động từ 60 cho đến 63.000 đồng. Ở khu vực định quán và xuân lộc của tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay cao nhất báo giá 62 cho đến 63.000 đồng. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh dao động 61 cho đến 62.000 đồng đối với những đàn heo đẹp, xấu thì ở mức 59 cho đến 60.000 đồng. Bình Phước, một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Bình Long có mức giá 58.000 đồng trên 1 kg, khu vực bù đốt cao hơn 59 cho đến 60.000 đồng. Riêng khu vực Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá dao động từ 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg như khu vực xuyên mộc và Châu Đức của tỉnh này. Bình Dương báo giá quanh khu vực Phú Giáo trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 59.000 đồng trên 1 kg, Tây Ninh 59 cho đến 60.000 đồng. Các địa phương ở khu miền Tây Nam Bộ như Bến Tre có mức giá 61.000 đồng trên 1 kg, khu vực Tiền Giang phổ biến mức giá giao động 60.000 đồng. Trà Vinh 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng trong ngày hôm nay có mức giá 58 cho đến 60.000 đồng. Bạc Liêu cũng giao quanh 60.000 đồng trong ngày hôm nay. Khu Cà Mau 59 cho đến 62.000 đồng. Vĩnh Long ghi nhận trong ngày hôm nay duy trì mức giá cao từ 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang 59 cho đến 62.000 đồng. Trong khi đó Cần Thơ cũng có mức giá tương tự 59 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Hậu Giang với mức giá 60.000 đồng. An Giang dao động 60 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Đồng Tháp trong ngày hôm nay cũng có mức giá cao từ 60 cho đến 63.000 đồng. Long An phổ biến mức giá 59 cho đến 62.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.